Ngày 22 tháng 12, Công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang phối hợp với Trạm Bảo tồn Động vật Hoang dã Dầu Tiến đã tiếp nhận các cá thể động vật hoang dã thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm do hộ dân tự nguyện giao nộp. Theo đó, con cu ly đực được một người dân ở huyện Tân Phước bắt được có trọng lượng 0,5 kg. Sau khi bắt được, người dân tự nguyện giao nộp con cu ly trên đến cơ quan chuyên môn. Ông Lê Xuân Lâm, trưởng trạm bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiến, tỉnh Bình Dương cho biết, cu ly khi tiếp nhận đều linh hoạt, ăn uống bình thường, không có biểu hiện bệnh truyền nhiễm. Đơn vị sẽ đưa về trạm bảo tồn động vật hoang dã Dầu Tiến để chăm sóc và tái thả về tự nhiên khi đủ điều kiện.